À, Pi ơi, Pi bắt cá đấy, không? Pi bắt anh biết đây. Wow, hôm nay chúng cùng Pi bắt cá nha. Pi ơi. Ô, cá, cá các bạn ơi. Ô, cá gì đây? Ô, con cá chạy nhanh quá các bạn ơi. Bắt được, nó. Wow. Con nhiều cá quá các bạn ơi. Đứng lại, chạy ra. Đứng lại. Ôi xuôi, bắt ngồi xuống. Hai con cá nữa này. Pi bắt đi, Pi ngồi xuống bắt đi. Ôi, chạy. Ôi xuôi, bắt ngồi xuống. Pi bắt đi, Pi ơi. Con cá gì các bạn ơi? Wow, con cá này to quá các bạn ơi. Các em ơi. Ôi, đứng lại. Wow, đây là con cá coi đấy. Ôi, con cá coi đẹp quá các em ơi. Ôi, nó dễ khỏe quá các em ơi. Ôi, bắt rồi. Ôi, Pi, bây giờ anh lấy cái này đi bắt nhá. Wow, đúng rồi. À, ở đây có chú cá mập này. Ôi, chú cá gì đây? Ôi, đây chú cá mập đẹp quá này. Ôi, nó chạy đây. À, mình hớt được nó rồi, Ôi, ơi, này bắt đi. Mang đây. Mang xô đây. Đúng rồi. À, bây giờ anh lấy cái này đi hớt cá mập nhá. Đây hớt cái này. Ôi, đúng rồi. Ôi. Ôi, nó chạy. Ôi, nó chạy nhanh quá các em ơi. Bắt đây. Anh đã hớt được một chú cá rồi. Đây là chú cá chép vàng đấy các em ơi. Ôi, chú cá vàng đẹp quá. Bi đổ đây. Ôi, ở đây vẫn rất nhiều cá đấy, Pi ơi. Hôm nay trời vừa mưa xong, Pi đi bắt cá đấy các em ơi. Ôi, con cá này nhảy ghê quá. Bắt đi. Ngon, cho đây. À, các em ơi, con gì đây? Wow, ốc này, một chú ốc này, hai chú ốc này, ba chú ốc. Bi bắt đi. Nhìn lên. Pi bắt đi, Pi ơi, Pi ngồi xuống, Pi bắt đi, đây, vật, Pi lên đây, vật, đây rồi, nhìn lên, của nó chạy thôi, ôi, Pi giỏi quá, ở đây, bắt được rồi. Chú cá nữa, Pi bắt được rồi. Pi giỏi quá, đây Pi nhìn này, đây mình nhìn đây. Pi nhìn đây con gì đây, Pi hơi đi. Pi đổ đi. Ôi giời, chú cá heo này. Chú cá heo đấy các bạn ạ. À, Pi bắt được gà đấy. Ôi, hôm nay Pi bắt được rất nhiều cá này. Sướng quá. Cho nước đây. Ôi, Pi bắt được cả calo á. Ôi giời, này, bà bạn.